của thầy là bây giờ là đã nghe lời Gia Cát Phong với lại cả Hùng Dâu rất là thích, nhưng mà coi như là có học mà không hiểu. Cái này là đệ tử của chú Hoàng Duy Hùng nha mọi người. Cái này gọi là biến căng này mọi người, không để cho mọi người đợi lâu. Thì đây là một trong những đệ tử của chú Hoàng Duy Hùng à, hâm mộ thầy nhưng mà có học nhưng không hiểu. Đây hai em này rất là xinh cái đẹp nha. Học và cái việc hiểu nó phải rất quan trọng. Tức là học nó cũng rất là quan trọng. Đúng, đúng, đúng. Nhưng mà học có hiểu hay không nên là một cái vấn đề khác. Em ơi, hai em xinh đẹp ơi. Để anh cho mọi người nghe hết. Để chào một cái nhỉ. Xong là cho mọi người nghe hết rồi rồi mình mới giải thích cho hai em mới hiểu sau. Đúng, đúng rồi, phải cố gắng coi hết nha. Hai em nhá. Rau đại ca dép vua đội bô khét tiếng xin chào cô chú anh chị và mọi người nha. À, Gia Cát Phong bút bô. À, vua đội bô khét tiếng bây giờ trở thành coi như là bút bô rồi, đắc bóng bô. Đắng đội bô tối cao ở chỗ ta bà. Ừ, ở quán ta bà này. À, xin chào cô chú anh chị. À, nhá. Xin chào và cô chú anh chị phải xem hết cái video này. Phải xem hết nha. Mới hiểu được. Bây đúng giờ rồi. Là xin mời hai bé trước đi. Hai bé rất là xinh đẹp nhưng mà thấy tội nhá. Nhưng bây giờ biết làm sao được, thấy em tội nhưng mà thôi kệ. Để cho em lên em nói để cho mọi người anh sau khi em nói em hiểu sai thì anh giải thích cho các em có thực hành nhưng mà hơi sai đấy. Hai đứa gọi là hai đứa vua đội bô khét tiếng này. Em là em thích hai anh lắm nè. Em phái là anh râu với anh gió, em rất thích hai anh luôn. Bởi vì hai anh có một cái điểm chung với em là hai anh có xài hai cái bô giống như hai cái bô ở nhà em. Hai cái bô này tối nào hai đứa nhỏ em nói chung nó cũng đi ẻ đi đấy. Không, em chưa có nói gì hết. À, hai cái bô dùng để em để ấp mặt, để đậu đầu. Em không có nói hai cái bô dùng ẻ đái nha, em lỡ miệng mọi người ơi. Ghi nhận giùm em từ nay trở đi mình đừng có nói là dùng bô để ẻ đái, dùng bô là để đậu đầu. Mọi người ơi, giống như anh râu giống gió, thấy chưa? Đó mà đừng mình hết cái thứ để đậu sao? Không anh. Hồi ấy nè em còn quần như bé nhiều lắm. Nhiều lắm. Em gỡ vô anh đậu đỡ. Đậu đỡ đi. Cho anh đậu cái bô chứ vậy. Đậu cái bô là nó tẩu. Tẩu cái gì? Tẩu cái bô. Nó tẩu cái bô anh ơi. Không phải tẩu anh đâu. Tại vì em nói là anh đậu bô khét tiếng không. Cái bô nó chưa có đủ thúi bằng cái tiếng của anh đâu. Cái tiếng của hai anh nó phải thúi hơn hai cái bô. Mình đậu cái gì mà bỏ ra cái bô á. Ví dụ như trái quả nó bị bô mà mình đậu lên đâu. Đây nó thúi luôn. Mình khét tiếng là mình phải cây lớn vậy luôn. Vậy luôn anh. Đậu cái gì mà thiệt là thúi vậy nè. Nha. Mà tự nhiên nhắc tới hai anh tự nhiên đôi bụng nó kiếm giùm cái bô cái. Ê kiếm giùm cái bô. Mấy con bụng. Ô đôi bụng á. Ô kiếm giùm cái bô nhà mình đi. Cái bô đấy nó thúi không. Ô thúi không. Đó. Rồi em Hùng gửi lại đến các em ấy đi, xong đến anh. Biết sao đau bụng không? Cô chú anh chị biết sao đau bụng không? Cái này đau bụng là đúng chứ không phải diễn đâu nha. Đúng rồi, hai bạn đã đau bụng. Cái này đau bụng thiệt đó. Tại vì sao? Tại vì con nói rất rõ nha cô chú anh chị. Là con sử dụng một cái bô khi trước khi nó được dùng vào mục đích gì thì con không chấp vào hình tướng. Đúng. Kể cả cái hình cái bô hay cái sọt rác hay cái tô đi nữa, tất cả mọi thứ con nhìn vào con chỉ biết đó là đồ bằng nhựa và có thể đựng chứa được và ví dụ như đựng chứa được thức ăn hoặc là tất cả những thứ mình có thể sử dụng mà nó phải mới hoàn toàn và chưa được sử dụng và bất cứ mục đích nào. Còn kể cả ví dụ như là cái nồi cơm hay cái tô hay là cái bất cứ một cái gì nó sạch sẽ nhưng mà mình sử dụng cho cái mục đích như mình đi vệ sinh vào trong đó thì nó cũng không còn là một cái tô để ăn cơm nữa. Đúng rồi. Không? Nó là cái tô để đi vệ sinh. Chính còn xác. Cái bô mà nó mới mình chưa đi vệ sinh vào mình sử dụng để chứa đồ ăn, chứa được đồ ăn thì nó là nó không còn gọi là cái bô để đi vệ sinh mà nó là một cái bô để đựng đồ ăn. Đúng không? Đúng, hay. Cũng quá giống hay như rồi. Cái thau người ta mua về nói tới cái thau là chứa đựng những thứ dơ dãy ví dụ như là giặt đồ, rửa chén này kia, những cái thứ gọi là bẩn thỉu. Nhưng mà ví dụ như những cái bữa tiệc lớn á, người ta sử dụng cái thau để làm cái tô bự khổng lồ để chứa được nhiều đồ ăn. Không, ví dụ như đơn giản đấy, anh lấy cái ví dụ trên này điển hình. Ừ. Con đưa lấy nó cái thau nó trộn làm kem trộn á. Đúng, đúng. Nó bán cho mọi người trộn chén lên mặt đó. Lên mặt đó. Đó. Quan trọng là nó mua cái thau mới về và nó sử dụng mục đích cho một mục đích khác tại vì cái mình chỉ không có chấp vào những cái hình tướng đó, mình chỉ quan trọng là nó có thể chứa đựng được và nó còn mới, nó sạch sẽ. Còn đằng này, cái này đau bụng tại sao con nói là đau bụng thật? Con tin, tại vì lật đặt tắt clip như thế này mà không kịp chào khán giả luôn là con biết là đau bụng thật là rồi. Cho ra quần luôn là đấy. Tại vì á, nếu không lấy bô nhanh là cho ra là quần. Là tại vì coi video của Hùng Râu và Gia Cát Phong nhưng mà coi mà học theo nhưng lại không hiểu. Có học nhưng mà không thì hiểu. Thì cô chú anh chị nghe rõ rằng là cái bô đó đang sử dụng để ỉ luôn. Đúng rồi. Đúng không? Ở nhà có hai cái bô. Có hai cái. Dành cho mấy đứa nhỏ để nó ỉ. Đúng rồi. Nhưng mà lỡ miệng nói ra xong rồi cái bị giống như bị khiến á, bị bụng miệng đó mọi người, cái đoạn bụng miệng tâm linh nó khiến á cô chú anh chị. Cái nói thật ra rằng là sử dụng cái bô đó để
để ập vào mặt rồi để ăn rồi để đổ đầu thì ăn trong cái bô đã ị rồi thì khổ. Nó sẽ mắc cái vệ sinh khổ lắm mà nó đau bụng là đúng cái này đúng. Đau bụng là đúng cái này là không có hiểu đúng không à, đúng rồi chú anh chị làm chứng nha mọi người cho làm chứng đi mọi người anh em đã nói rất nhiều lần về cái vấn đề này rồi là phải coi đầy đủ cái này sử dụng cái bô mà đã xài rồi đúng. Hai đứa con nó đã ị rồi đúng rồi mà đem đi ăn như vậy là đau bụng là đúng đúng rồi em cho anh giải thích cho hai em này các em á có xem bọn anh nhưng mà không xem đến nơi đến chốn nhá kiểu như ông Hoàng Duy Hùng đã lên đến tiến sĩ luật đấy ở bên hao toàn sách còn cổ đó đó là lên tiến sĩ luật rồi nhưng mà có đi học tiến sĩ nhưng mà không hiểu cho nên và giờ cứ lên nói lung quanh thôi để các em cũng vậy nhá học là anh em bọn anh nói là cái bô này không chấp vào hình tướng đúng nhá đấy là coi như là đây là đã chứng được bút bô bút mõm rồi đúng. Hiểu chưa còn Hùng Dâu đã chứng được đại ca dép bờ đầu mắt rồi còn các em ấy là không hiểu lại lấy ngay cái bô mà mới lúc đầu tiên video các em nói đấy là con cái này kia gia đình đã đi vệ sinh vào đấy hàng đêm rồi đúng. Xong bắt đầu là đưa lên ăn uống này kia các nọ đúng à, thì bây giờ nó đau bụng là nó rồi. Sai đây mọi người không để ý lúc đó anh cho nghe lại một đoạn đó đi anh cho nghe lại đi đây này. Đây, cái máy kia đúng không đây máy này anh cho nghe lại một đoạn này mọi người à hồi nãy mọi người không để ý đúng không đây cho nghe rõ nè đây đây hai đứa gọi là hai đứa vua đội mua khét tiếng này em nè em thích hai anh lắm nè đó anh khoái học gió, học. Rất khoái học đó có học bởi vì hai anh có một cái điểm chung với rồi nhiều quá là hai anh có xài hai cái bô giống như hai cái bô ở nhà em đó hai tức là có hai có điểm chung đó, giống đó. Như hai em này là hai em này cũng có học có thích hay anh đâu có thích có thích có thích trên khoái coi một ngày quá 180 phút cũng có điểm chung là cũng xài cái bô đúng nhưng mà bọn anh là xài cái bô mới đúng đó. À không chấp vào cái hình tướng đúng còn em xài cái bô là con cái ị vào đấy rồi nhưng mà mang lên để dùng cái này là chết dở luôn ấy là giống là chắc giống màu đỏ màu xanh à, có giống cái màu chết rồi cái này học có học mà không hiểu em ơi phải hiểu đây coi nghe tiếp này mọi người nè nào hai đứa nhỏ em nó dùng nó cũng đi ẻ đấy đó nó dùng rồi chưa có nói gì hết hai cái bô dùng để chưa có nói nhưng bây giờ cả thế giới họ nghe đấy rồi nghe rồi thôi trên mạng mà đâu có rút về kịp đâu không xóa kịp cái Hùng Râu Da Cá Phong đâu cái tốc độ xóa của em cũng không nhanh bằng cái tốc độ mà bấm lưu về lỡ thôi lỡ cái này lỡ trên mạng cô chú anh chị lỡ cái gì thì lỡ như lỡ mồm ở trên đấy là không nhanh bằng bọn anh đâu mọi người thả ha ha đi mọi người đây này cũng nhiệt tình lắm xài rồi cũng nhiệt tình này để ấp mạch để đậu đậu em không có nói hai cái bô dùng ế đá nha em lỡ miệng thôi khổ anh lua lại một miếng này lua lại một miếng đây, nó liền mặt cho liền mặt mọi người tôi đồng nghe này hai đứa gọi là hai đứa vua đội mô khét tiếng này em nè em thích hai anh lắm nè anh Râu với anh Gió em rất thích hai anh luôn bởi vì hai anh có một cái điểm chung với em là hai anh có xài hai cái bô giống như hai cái bô ở nhà em hai cái bô này tối nào hai đứa nhỏ em nó dùng nó cũng đi ẻ đấy không có em chưa có nói gì hết hai cái bô dùng để anh có đó trời ơi thua luôn cái đúng này thua luôn là cái lỡ lời thôi bây giờ không cần xin lỗi đâu bọn anh đằng nào bọn anh đưa lên mạng em ạ không phải lỡ bọn anh cũng biết rồi bọn anh cũng lưu về rồi sao lại như vậy được đây anh nói em này ồ lấy bô ăn cơm luôn cái việc học nó rất quan trọng nhưng mà vấn đề hiểu nó còn quan trọng hơn đúng không mọi người học thì cũng học rồi đấy nhưng mà hiểu cái này gọi là học một đằng mà làm một ngã này. Đúng rồi. Học một đằng mà hiểu một ngã đúng. Xong lại về lại làm một ngã nữa bây giờ nghĩ làm sao mà bây giờ em đau bụng cũng thôi đau bụng thôi. Là đúng đang em đau bụng đang trên mạng mà tắt không kịp chào bà con luôn tắt luôn mọi người ơi đau bụng luôn. Quá bấm tắt không ơi ơi thua luôn cô chú anh chị đây cái bô á là con bình thường á bô là con như thế này con giác thế này đó đúng rồi cô chú anh chị này. Tại vì sao tại nó vì mới tinh mà mới tinh đang xe ben đây nè sao mà chấp hình trước bóng lửa luôn này còn bóng đây nè thấy chưa đấy và bây giờ nghĩ sao mà hai em không có nhìn không có nghe lại hiểu là coi như là lấy cái bô coi như cái bô này mà không tin là từ cái lúc mà Tết cái năm nào đính hoa đính bông mà ta gọi bô khét tiếng 4 năm nay rồi 4 năm nay rồi chẳng qua bây giờ mới được công nhận thôi chứ bây giờ các em lại đi học sao mà coi như là lấy đúng cái bô mà con vừa ị ra xong vừa lên mặt vừa ăn cộ lần hay mua bô mới chứ nhỉ không cái này tội tội mấy đứa con của em trời ơi lỡ như mà hai đứa lớn rồi mà có chơi dại ăn dại uống dại á thì đau bụng cũng đỡ mà cái này này người ta nói là trong một gia đình người phụ nữ đúng là
một người phụ nữ trong gia đình mà lao động chính ấy, thì sẽ chăm sóc cho cả ba thế hệ hoặc bốn thế hệ. Từ ví dụ như ông bà, có khi nó có cả cụ nữa, đến vợ chồng, rồi đến bố mẹ, ông bà đầu tiên cụ nếu còn, xong đến ông bà, xong là đến bố mẹ, xong đến vợ chồng, xong đến đời con là năm thế hệ trong một gia đình. Đúng. Lỡ mà hai đứa có dại, hai đứa có dại á, có ăn có sử dụng ở trong cái đó rồi á, thì của hai đứa không sao. Mà coi như nếu mà ngưỡng mộ quá, tán thán quá, mà cho cả mấy thế hệ đi ăn, anh không dám nói luôn. Không, không dám nói luôn á cô chú anh chị. Cái tội, nghĩ đến tội mấy thế hệ nó rất quan trọng, tại vì á, người phụ nữ mà mình làm là trụ cột về cái nội bếp rồi trong gia đình, rồi là nội trợ đó cô chú anh chị. Mà mình lại đem như thế này ra là mình ngược đãi cho em, cái này nếu mà cái này mà làm lớn chuyện lên là vô tội ngược đãi cho em đó. Đúng rồi, tội lắm. Không có được sử dụng những cái bô mà đã sử dụng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Mà là để cho con cái hay gia đình của mình ăn cơm trong đó, ập mặt vào trong đó. Cái này là bọn anh làm là mang tính chất là giáo dục đấy. Đúng, đúng, cái này là tức là bọn anh lỡ dạy lỡ làm để cho em học. Tức đúng là rồi. Bọn anh không có lỗi, dạy cái này lỗi. Tôi coi như cũng dạy cũng được, mà coi như không cũng được. Nhưng mà bọn anh làm cái đó thì bọn em tự ý bọn em học. Nhưng mà học có chưa đúng. Thì bây giờ hai anh em lên là có trách nhiệm là đính chính lại. Đúng. Nhưng có tội nhá. Bây giờ lỡ hai em cũng là nhiều người quen biết, cũng nhiều người là thích xem ở trên mạng, lỡ đâu nhiều người người ta học theo về coi như là học ăn luôn. Chết bây giờ nghẹt bệnh viện, người ta thử, người ta lấy cái bồ, người ta đang thử là coi như là chết luôn. Nó nghẹt, cái đó là mạng nghiệp đó, nghiệp nặng lắm đó em, nghiệp nặng lắm. Phải nói rõ ràng đúng không? Đúng lúc rồi. Đầu là như thế nào, tại sao cái câu chuyện này nó lại nổi lên mà trong khi hai anh em là vua đội bô khét tiếng trong 4 năm qua khét lẹt thì luôn cũng phải gà hàng là hàng bao nhiêu trăm triệu người biết đến rồi. Đúng rồi, nhưng mà nó không khét đến nỗi mà khét như bây giờ cô chú anh chị. Tại bây giờ sau khi cái là con á, con nói con thực hiện 13 pháp hành Đầu Đà, đúng không? Đúng. Thì con nói rằng con không chấp vào bất cứ gì. Trong cái ngày con thực hành á, là đúng, con rất nghiêm túc và giữ giới rất nghiêm ngặt. Đúng, giữ hành nghiêm ngặt. Đúng đấy, đúng. Thì bây giờ hôm đó anh Phong là người đầu tiên hữu duyên với con, là hữu duyên cho con cái bô. Đúng rồi. Thì con không chấp không chê. Đúng tại rồi. Vì mình đang đi thực hành là mình phải nghiêm túc. Đúng nên rồi. Đâm ra là hữu duyên cho con cái gì con thấy còn mới, con có thấy có thể sạch sẽ và đủ, có thể đựng được đồ mình cần. Đúng rồi. Ăn uống được thì mình nhận của anh Phong. Đúng rồi. Có nghĩa là mình không chê, chứ không lẽ bây giờ gọi là đi thực hiện cái đó để theo cái con đường gọi là giải thoát đúng không? Đúng rồi. Mà mình lại chấp vào hình tướng thì đâu có đúng đạo pháp. Đúng rồi. Nên đâm ra đó là lý do tại sao nhiều người họ tôn kính thầy á là đúng cách. Nhưng tại sao có rất nhiều người họ u mê thầy sai cách, đúng không? Không tại hiểu vì á. Tại vì họ không hiểu đó. À, tại vì họ bây giờ họ nghĩ rằng họ chắc rằng là tại sao Hùng Râu không bưng cái nồi cơm điện mà lại bưng cái bô làm là phỉ bán đạo Phật, rồi phỉ bán là hạnh Đầu Đà, rồi phỉ bán ca diếp, rồi phỉ bán thầy đó. Vậy là tính ra là mấy người á là phải nói ngược lại là tại sao thầy không ôm cái bình bát đúng, mà thầy lại đi ôm cái nồi cơm điện. Đúng. Có phải là thầy phỉ báng đạo Phật hay không? Đúng. Hay là phải thầy phỉ báng coi như là Đức Phật, mà thầy ngày xưa là Đức Phật là đi ôm cái bình bát chứ đâu phải ôm cái nồi cơm điện. Đúng. Đấy, tức là mọi người có học mà không hiểu. Đúng. Trong đạo Phật thầy không có sai. Đúng. Nha, tức là cái bình bát hay là cái bô hay cái nồi cơm điện hay bất kỳ cái gì, nó là một cái nơi để xin đi khất thực, mọi người cho vào đấy là gọi như là cái nơi mà đựng thức ăn hay những cái gì mọi đúng, người cho vào đấy là không có chấp vào hình tướng. Đúng. Nhưng cái bạn này, các bạn học một đằng mà hiểu một ngả, nghĩ sao mà lấy cái bô con vừa ị ra coi như là mang lên ăn uống, xong bây giờ là trên một đường lai là chạy tắt không kịp là đau bụng đau bụng. Cái con đường mà của thầy chọn để đi theo con đường hành Đầu Đà đó là cái con đường đi học để giải thoát. Đúng không? Đi học để giải thoát, để tiêu diệt cái tôi này đi. Còn mấy bạn này đi học trong đau bụng như thế. Có nghĩa rằng để diệt cái tôi này đi, cô chú anh chị, có nghĩa rằng là không có cái tôi này tồn tại. Đúng không cô đúng, chú đúng, anh chị đúng. Và không chấp vào bất cứ hình tướng nào để hạ cái tôi mình xuống. Tại đúng, sao nó có những cái hạnh như là khất thực, ăn xin, ăn một bữa để gọi là để hạ cái tôi mình xuống để mà học. Mình tập luyện thầy cũng nói mà. Nghĩa đồ nữa. Đúng, thầy cũng có nói mà. À, để hạ cái tôi này xuống, phục vụ cái tôi này không còn nữa. Đúng không? Thì thầy cũng nói nếu như nghĩ cái này là cái nồi cơm điện, nó là cái nồi cơm điện. Đúng. Còn nghĩ nó là cái bát thì nó là cái bát. Nhưng mà tại sao khi Hùng Râu ôm cái bô này thì lại bảo rằng là phỉ bán? Đó là bậy. Cái con mới hỏi rằng là tại sao là thầy ôm nồi cơm điện không gọi là phỉ bán nhà Phật. Thì họ mới nói rằng là thầy đâu phải là tu sĩ đâu. Thì vậy con cũng đâu thầy con là tu sĩ đâu. Con ôm cái gì kệ con. Là các bạn dại lắm các bạn. Rồi nhưng mà cho con nói nè, nếu mà nói cái bô này là phỉ bán, những người đó là con nói cho cô chú anh chị là họ không có hiểu.
với góc nhìn của mỗi người khác nhau. Đúng. Với con chỉ là một người phàm phu thôi, nhưng con nhìn vào cái bô này nó khác với người ta nhìn vào cái bô này. Với con đã nói rất rõ, trừ khi cái bô này đã sử dụng rồi, hoặc là kể cả nồi cơm hoặc bất cứ một cái thứ gì đã sử dụng để vệ sinh vào trong đó, thì đối với con thì nó ô uế thật, cô chú anh chị. Còn với con, bất cứ một vật dụng gì, dù nó hình tướng nào đi nữa, nó chưa được sử dụng và nó còn mới ken như thế này, thì kêu con ăn trong đó, uống trong đó, con cảm thấy rất bình thường. Tại con không có chắc vào những cái hình bên ngoài. Đúng rồi. Tại vì cái con nhìn vào á, nó không phải là cái bô, mà nó là sự là kết hợp rất nhiều phân tử nhựa lại với nhau, nha cô chú anh chị. Mà cô chú anh chị biết, để hình thành được tới cái bô này phải tốn hàng triệu năm để hình thành cái bô này. Cái nguyên liệu làm ra cái bô này, còn nó, con nói thật là trước cái thời Đức Phật có mặt trên trái đất này luôn á cô chú anh chị, là hàng triệu năm rồi nha cô chú anh chị. Nhiều người nói rằng á, tại vì con đã giải thích rất rõ cái này ở bên YouTube rồi nha cô chú anh chị. Nhưng mà con nói sơ thôi cô chú anh chị. YouTube qua là YouTube đấy. À, cũng có nghe con giải thích rồi, kêu rằng là con nói rằng á, để hình thành được cái bô, tại sao con nói cái bô này á, là đối với mấy anh muốn tôn trọng cái gì kệ mấy anh. Giống như đạo Hindu á, họ tôn trọng con bò, đúng không? Họ, bò là một thần thánh của họ. Còn với mấy anh ăn thịt con bò. Còn với con, mấy anh tôn trọng cái gì kệ mấy anh. Còn con tôn trọng cái bô, con đổ cái bô lên đầu con. Đúng là rồi. Tiền của con. Đúng rồi. À, tại vì sao? Tại đối con, cái bô là một cái gì đó nó rất thiêng liêng khi chưa được sử dụng nha. Nó rất là thiêng liêng, tại vì sao? Con bây giờ phải giải thích cho Hùng Khảo, cho người ta lại... Rồi, con sẽ giải thích cho. Con giải thích cho. Cái bô này, để tạo ra tới cái bô này, con gọi cái bô này là nó chứa đựng trí tuệ của loài người trong cái bô này. Đúng. Nhiều người nghe tới giật mình liền, tại sao? Con nói cho chú chị, trước khi cái bô này hình thành cách đây mấy triệu năm trước, nó từng là những xác chết của động vật, thực vật, được đóng kết dưới trầm tích hàng triệu năm để nó tạo thành dầu thô á cô chú anh chị. Mà từ dầu thô dưới lòng đất á cô chú anh chị, thì loài người phải có trí tuệ cao siêu lắm thì mới có thể là đưa dầu thô, khoan dầu thô từ dưới lòng đất đưa lên tới mặt đất nha cô chú anh chị. Mà phải trí tuệ của loài người siêu sao lắm, hàng triệu con người, thì mới có thể tách từ dầu thô sang những cái nguyên liệu, trong đó nó có cái nhựa nha cô chú, những hạt nhựa trong đây, ví dụ như hạt nhựa BB, hạt nhựa này BCV hay là ABS tùy hạt nhựa. Nhưng cái này là hạt nhựa BB này cô chú anh chị, là chiết xuất ra từ dầu mỏ, dầu thô nha cô chú anh chị nha, là một không biết bao nhiêu con người là siêu nhân tài của cái trái đất này mới đưa cái trở thành một hạt nhựa được. Và từ cái hạt nhựa đó bao không biết bao nhiêu nhân tài để gọi làm ra từ máy móc nè, gia công khuôn khổ nè, đó rồi máy móc nè, ép nhựa nè, rồi á để ép ra một cái bô này, con nói cho chú anh chị, gần cả triệu cái nhân tài vĩ đại trên trái đất này mới làm ra cái bô này. Mà nó cái nếu có để hình thành được cái bô đến bây giờ là phải coi như trước cả cái thời Đức Phật nữa. Trước mấy hàng triệu, hàng triệu năm. Triệu năm. Nhiều người nói rằng là trồng cây cao su á là có được rồi, không cần cao su là nó làm cao su. Đần. Còn cái này là nhựa này là chiết xuất chỉ từ trong dầu mỏ mà ra thôi. Không tin lên Google tìm kiếm cái này không có cái nha. Có đúng hay không, nên cái bô này để hình thành được nó tốn hàng mấy triệu năm. Lên kiểm chứng xem là coi như là đài KZ nó có đúng không, đúng không lên Google. Nên đối với con khi cái thôi kiểm chứng xong đi vào comment đó chỗ này xem có đúng hay không nha. Đây cái bô này, góc nhìn của con nhìn vào đây là nó chứa đựng trí tuệ của loài người trong đây. Đó. Bao nhiêu đầu óc nhà khoa học nổi tiếng trên thế giới đã ngã xuống để tạo ra cái bô ngày hôm nay cho mình. Với con nhìn vào nó là những cái hạt nhựa được kết nối lại với nhau, hữu duyên với nhau tạo thành hình, và nó chứa đựng được thức ăn cho mình thì mình chứa đựng thôi, mình đâu có chê trách gì, trừ đúng khi rồi. Nào mình đừng làm ô uế với nó. Chứ mình lấy cái đang ô uế rồi mình ăn vô là nó đau bụng là đúng. Không chấp vào hình tướng. Mình không chấp hình tướng, kể cả cái hình này. Anh Phong đã nói rất rõ, nếu như anh Phong đưa cho con cái thùng rác thì sao? Đúng rồi. Con vẫn nói rằng nếu như anh đưa cái thùng rác chưa sử dụng, con vẫn dùng để khất thực ăn uống trong đó, không có một cái cảm giúp xác nào cả. Đúng rồi. Con đâu có chấp vào hình tướng đâu. Còn nếu như ai đó mà còn chấp vào hình tướng thì họ chưa hiểu gì cả. Thì họ những người không hiểu á, mà họ ủng hộ thầy là chỉ có hại thầy thôi. Họ đem những kẻ thù về cho thầy, và họ đem những cái không đúng đắn về cho thầy rồi làm ra hại thầy chứ. Vâng, cái video bây giờ nó dài rồi. Thì anh em xin gửi lời đến những cái người mà ủng hộ thầy, cũng giống như những cái người ủng hộ cô nha. Mình nếu mà mình ủng hộ thì mình cũng phải có trí tuệ nha. Có trí thì nên, chứ không nhiều khi có trí là nó ngứa đầu lắm. Đúng. Không phải có cái trí kia, không phải có trí tuệ, mà có con trí thì nó ngứa đầu lắm. Đúng. Đó nhá. Và coi như việc học thì cũng rất quan trọng, nhưng mà hiểu nó còn quan trọng hơn. Đúng. Học mà không hiểu thì coi như vứt đi nhá mọi người nhá. À vâng, bye bye mọi người nhá. Hẹn gặp lại chú anh chị ở video sau. Nếu như ở nào mà ở bên
phả bò hoặc là bên top top mà nghe với mấy cái video này mà chưa thuyết phục thì vào lúc buổi trưa hoặc là live giờ live chính thức của Hùng Dâu là 7 là không có nói dài 7 giờ kém đến 7 giờ là Hùng Dâu nó bắt đầu phát, còn Giang Cao Phong là 8 giờ 15 là bên kênh YouTube nha, yêu từ bé, YouTube bé. Chào mọi người. Bye bye mọi người nha. Cô chú anh chị giúp con xem hết cái video giới thiệu sản phẩm để cho kênh nó có tương tác. Tại vì khi cô chú anh chị thoát ra thì kênh nó cho rằng là cái nội dung không hay. Nên cô chú anh chị mua thì con rất cảm ơn. Còn không mua thì ở lại xem hết video giới thiệu sản phẩm giúp con để cho kênh nó có tương tác. Con xin cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều. Và đầu tiên thì cũng như thường lệ con sẽ xin giới thiệu cho cô chú anh chị. Đó là mẫu vòng tròn đơn nha cô chú anh chị nha. Đây là mẫu tròn đơn. Tròn đơn thì dành cho những cô chú anh chị nào thích mang mộc mạc đơn giản và nói chung nhanh gọn thì mang tròn đơn. Nha cô chú anh chị thì nó có 10 ly, 12, 14, 16, 18 tùy vào chiều cao cân nặng. Từ 10 ly là 1 triệu nè, 12 ly là 1 triệu 2, 14 ly 1 triệu 4, 16 ly 1 triệu 6, 18 ly là 2 triệu. Nha cô chú anh chị nha. Thì tùy vào chiều cao cân nặng cô chú anh chị, nếu như không biết mình mang cái size nào cho phù hợp thì cô chú anh chị có thể liên hệ số điện thoại 0772168368. Con sẽ tư vấn cho cô chú anh chị. Và cô chú anh chị đặc biệt nha, không phải ở đây con tư vấn là kích thước cái hạt nó phù hợp với chiều cao cân nặng của mình chứ không phải là tư vấn cái kích thước cái vòng nha. Tại vì cái vòng bên con lúc nào con cũng cho dư hạt để sau này cô chú anh chị còn làm dự bị nên lúc nào nó cũng rộng hơn bình thường hết. Nên khi cô chú anh chị về á, cô chú anh chị xem coi mình canh cho nó không quá chặt và không quá rộng, đừng có đếm sinh lão bệnh tử gì hết nha, không quá chặt và không quá rộng nha cô chú anh chị nha. Rồi mình tháo bớt hạt ra, rất là đơn giản. Và còn có vòng tròn, vòng đơn thì có thêm cái mẫu trúc nữa, đây gọi là trúc đơn, dành cho những người nào mà muốn nhìn cái tay nó cá tính hơn một tí thì mang vòng mẫu trúc thì có 6 ly, 8, 10, 12, 14, có vòng trúc thô và có những cái mẫu vòng mà không có ở trên live thì cô chú anh chị vẫn có thể đặt theo yêu cầu qua hình ảnh hoặc là qua ý tưởng, con đều thực hiện gia công theo yêu cầu tại vì con gia công tại cơ sở của con nha cô chú anh chị nha. 6 ly là 1 triệu, 8 ly 1 triệu 2, 10 ly 1 triệu 4, 12 ly 1 triệu 6, 14 ly 1 triệu 8. Và đặc biệt rằng là những cái vòng mà gọi là mẫu hot nhất đó là 108 hạt 6 ly. 108 hạt 6 ly dành cho nữ nha cô chú anh chị nha. Nữ nào tay thon, tay xương, tay nhỏ thì mang 108 hạt 6 ly là đẹp nhất luôn. Đây con mang mẫu cho cô chú anh chị nè. 108 hạt 6 ly là đẹp nhất luôn. Mang vòng trầm á không phải là để cho nó đẹp, không phải để cho nó thơm đâu nha cô chú anh chị. Hai cái đó là coi như là tất nhiên nó phải có rồi, nhưng mà mang vòng trầm chủ yếu là để hỗ trợ cải thiện cái sức khỏe. Đây cô chú anh chị nè. Đây 108 hạt 6 ly nè, mang vừa rất thời trang, vừa đẹp vừa thơm nhưng phải mang kỹ nha cô chú anh chị. Mang trầm là phải có tính, mang trầm nha là gọi là trầm tính đó cô chú anh chị. Đây con mang luôn cái mẫu 8 ly cho cô chú anh chị xem. 8 ly là dành cho nữ tay to hoặc là nam. Nữ tay to hoặc là nam thì mang 8 ly, 8 ly là 3 triệu, 6 ly là 6 ly á. Đây là 8 ly đúc đưa. 8 ly là hạt nút nha, đây là 8 ly hạt nút. Mọi người coi nè, cái hạt nó là hạt nút. Hạt nút nha, 8 ly hạt nút 3 triệu, còn 8 ly hạt tròn đây nè. Nói chung là nam hoặc là nữ tay to thì mang 8 ly là đẹp. Ví dụ như nam á, dù cái tay nhỏ như tay nữ đi nữa cũng phải nên mang 8 ly để cho nó chắc cái tay. Nha cô chú anh chị, nhìn được ví dụ như tay nhỏ thì mang 5 vòng, tay lớn thì mang 4 vòng chứ đừng có nên mang 6 ly. Đây, nha cô chú anh chị nha, 108 hạt, 108 hạt 8 ly 3 triệu, 108 hạt 6 ly là 2 triệu. Cô chú anh chị có nhu cầu về nhang, về nụ thì cô chú anh chị có thể liên hệ con. Con có là nhang cao cấp và nụ cao cấp. Nhang tốt và nụ tốt thì con có hai loại để nó phù hợp cho cái công việc chứ không phải là phù hợp cho kinh tế mà phù hợp cho cái một người sử dụng. Ví dụ như nhang cao cấp là 800.000 một bó một lạng như thế này nó khoảng được khoảng 80-90 cây. Mỗi ngày cô chú anh chị đốt một cây thì đốt được khoảng gần 3 tháng. Nhưng mà cô chú anh chị có nhiều bàn thờ trong nhà thì phải đốt những cái nhang nó không phải là dở mà nó phổ thông hơn một tí, đó là 1 triệu một ký. 1 triệu một ký thì một ký nó gần cả ngàn cây nha cô chú anh chị nha. 1 triệu một ký nó chất liệu của nó là nhang Khánh Hòa. Nhưng nó khác nhau về giá thành là nó khác nhau về cái công thức về đậm đặc hay là nhạt bớt đi để cho nó giảm giá thành. Tại vì nếu như để nguyên chất luôn 100% á thì nó đội giá lên rất là cao và người ta không sử dụng được nha cô chú anh chị. Nhưng mà nó có cái hàng loại cao cấp 800.000 bó một lạng như thế này phù hợp cho cô chú anh chị đốt những cái đặc biệt. Và còn cô chú anh chị mua thêm 500.000 nửa ký hoặc là 1 triệu một ký là tốt của Khánh Hòa. Đặc biệt của con là Khánh Hòa nha, mùi hương của nó là Khánh Hòa. Dù ví dụ đi cô chú anh chị có thể bỏ ra 800.000 mua một lạng của một cái tỉnh thành nào khác, nếu mà hàng thật nha, ở đây con không nói hàng giả, thì có thể nó thơm hơn rất là nhiều so với nhang của con, cái đó là điều con không có chối cãi. Nhưng mà quan trọng là cái vị hương của nhang của con nó khác hoàn toàn vì là nó là vị hương Khánh Hòa. Nên bởi vậy khi mà để nó cùng một lạng mà cùng 800.000 thì sức tỏa hương của nhang Khánh Hòa không bao giờ bằng các tỉnh thành khác. Tại vì nguyên liệu của các tỉnh thành khác nó rẻ hơn nên năm ra sức tỏa hương của nó sẽ mạnh hơn với cùng tỷ lệ giá. Cô chú anh chị hiểu điều đó nha. Còn ví dụ như 800.000 thì nó là hàng cao cấp rồi. Và hửi hương á, không phải như chúng ta đốt lên chúng ta ngửi cái khói của nó, đừng có bao giờ ngửi khói của nó. Cứ để cho nó thoảng hương thì chúng ta mới nghe được mùi thơm của nó. Còn khi chúng ta cố tình ngửi hương thì giống như chúng ta xịt nước hoa á, chúng ta chỉ ngửi được vài giây đầu thôi, còn lại vài giây sau chúng ta cái lỗ mũi thích nghi không nghe được nha cô chú anh chị nha. Còn nụ loại tốt á, là một hộp hơn 60 nụ đốt hàng ngày á, là 350k một hộp. Còn nụ cao cấp như thế này là nụ để xong, xong tẩy mạnh, xong đầu tháng, giữa tháng, xong ế, xong này, xong kia. Một nụ 100k mua 5 nụ là 500, 1 triệu là 13 nụ.
1,3 triệu là 19 nụ, mua một hộp là 2,6 triệu 38 nụ. Cái này là để tẩy mạnh những cái ngày đặc biệt, chứ không phải đốt hàng ngày đâu nha cô chú anh chị. Đốt hàng ngày vua chúa không chịu, không nổi tiền á cô chú anh chị à. Na cô chú anh chị yên tâm. Còn với đến với con thì cô chú anh chị yên tâm, cái con soi mặt trầm cho cô chú anh chị xem luôn nè. Đây soi mặt trầm luôn nè. Cô chú chị nhìn trên màn hình nè, nhìn lên cái kính hiển vi của con nè. Đây là cái vòng con đã chưa mang và cái vòng con đã mang nè. Cô chú anh chị thấy khác nhau nha. Và đừng bao giờ nghĩ rằng à là nó bị lấm lem nó dơ. Thì đây con kiếm cái chỗ con chứng minh cho cô chú anh chị, không bao giờ có cái chuyện lấm lem được đâu nha cô chú anh chị. Chỗ nào có trầm thì nó mới lên màu. Đây cô chú anh chị nhìn cái hạt chỗ này nè, mọi người thấy không, nó không có tinh dầu trầm chỗ đó thì nó sẽ trắng mãi thôi. Đó là cái chỗ sắc trắng không có trầm, tại vì cái tinh dầu trầm á nó được ăn tự nhiên khi cái thân cây gió bầu á nó bị tổn thương thì nó sẽ sinh ra trầm nha cô chú anh chị. Nên năm ra trầm nó là kháng sinh tự nhiên của cây gió bầu, nên nó rất hỗ trợ tốt cho sức khỏe của mình. Mang trầm không phải để đẹp, không phải để thơm, đặc biệt của nó là về mặt khoa học là hỗ trợ cải thiện cái giấc ngủ mình sâu giấc, cải thiện cái hỗ trợ lưu thông máu trong cơ thể mình, nó làm cho giúp cho cơ thể mình nó khỏe khoắn hơn và nó tốt hơn nha cô chú anh chị. Còn về khía cạnh tâm linh thì có rất nhiều lời đồn thì cô chú anh chị có thể tìm hiểu trên Google. Còn đặc biệt trên kênh của con là không tư vấn về khía cạnh tâm linh, tại vì tâm linh là mỗi người một trải nghiệm, mỗi người tự tin riêng cho mình. Khi mình tự trải nghiệm mình thấy điều gì mình tự tin, không kể qua miệng, kể qua miệng nó thành mê tín nha cô chú anh chị nha. Và cô chú anh chị liên hệ số điện thoại 0772168368. Cô chú anh chị có thể vào trong trang web vuachamkhanhoa.com để có thể tìm hiểu. Ngoài những cái sản phẩm phòng trầm thì con vừa giới thiệu cho cô chú anh chị về hàng, đó là hàng loại tốt, hàng của rừng Quảng Bình, hàng tự nhiên, là giá cả nó rất phải chăng. Và con luôn khuyến khích mọi người sử dụng những cái mặt hàng mà con vừa giới thiệu xong. Còn những cái sản phẩm đặc biệt, ví dụ như những cái vòng trầm Khánh Hòa là những vòng trầm cao cấp, là nó giá cả của nó sẽ chênh lệch rất là nhiều. Ví dụ đi một cái vòng 108 hạt 6 ly loại tốt của rừng Quảng Bình nó là 2 triệu, thì của Khánh Hòa là nó sẽ là 9 triệu nha cô chú anh chị. Và những, ví dụ như 10 ly là 1 triệu thì Khánh Hòa nó tới 6 triệu. Và khi và chỉ khi cô chú anh chị thật sự thoải mái về tài chính thì hãy nên đặt và sử dụng hàng Khánh Hòa, vì hàng Khánh Hòa nó chênh lệch giá thành rất là nhiều. Nhưng để nói về khoa học, để nói về chất lượng á, thì ví dụ như Khánh Hòa nó được 10 điểm về độ tốt của nó, thì hàng rừng Quảng Bình nó phải được 7 điểm cô chú anh chị, chứ nó không chênh lệch nhiều đâu. Và cô chú anh chị đừng nghĩ rằng là cái hàng kia nó rẻ nó thơm kém, không phải. Sức tỏa hương á, chưa chắc là cái hàng Khánh Hòa nó tỏa hương mạnh bằng cái hàng rẻ tiền Quảng Bình, nhưng mà quan trọng là cái vị hương khác nhau. Khánh Hòa thì nó chuyên về tông ngọt ngào, còn về Quảng Bình á, thì cái hương của nó là thanh nha cô chú anh chị nha. Và mỗi cái thì có cái giá trị riêng của nó hết cô chú anh chị. Nên con luôn khuyến khích mọi người nên sử dụng hàng Quảng Bình là hàng rừng, nó là hàng rừng Việt Nam cũng là tốt nhất thế giới rồi. Còn hàng nói chung trầm rừng Việt Nam của mình là tốt nhất thế giới, còn trầm Khánh Hòa thì là đặc biệt nhất của Việt Nam rồi nha cô chú anh chị. Thì ngoài những cái vòng trầm Khánh Hòa ra, vòng trầm Khánh Hòa cũng có loại tốt và loại super cao cấp nữa cô chú anh chị. Cô chú anh chị có thể đặt riêng theo, ví dụ nhiều người á, họ muốn rằng cái vòng trầm của họ mắc tiền hơn và tốt hơn, tinh dầu đặc hơn, thì có thể đặt riêng con gia công theo từng cái tỷ lệ đóng kết trầm khác nhau. Ví dụ như hồi nãy con nói rằng là ví dụ như tỷ lệ đóng kết trầm khoảng 25% của Quảng Bình thì nó rơi vào khoảng là 2 triệu, còn của Khánh Hòa 25% thì nó rơi vào khoảng 9 triệu. Còn ví dụ như đậm phần trăm hơn 35, 45, 55, cô chú anh chị phải hiểu rằng là đến khi nó đạt tới 80% trở lên nó đã bắt đầu chìm, mà 80% thì nó đã bắt đầu tiền tỷ rồi nha cô chú anh chị. Và không có trầm nào trên thế giới này đạt được 100% cả, kể cả vàng tinh khiết cỡ đó mà còn 4 số 9, cô chú anh chị phải hiểu vậy. Nên đâm ra thì nếu như đây 100% nó chỉ 100% là trầm thật thôi, còn tỷ lệ đóng kết bao nhiêu phần trăm nó là khác nha cô chú anh chị nha. Ví dụ như một cái chất lượng phôi như thế này, cái chỗ màu trắng là 0% nè, tại vì cái thân cây của nó là màu trắng mà. Rồi cái chỗ bị đóng kết tinh dầu trầm khoảng này là khoảng 40-45%, cô chú anh chị nha. Còn nếu như mà đóng kết mà khoảng cỡ cả 80-90% thì nó phải như cái màu đen ở ngoài đây nè. Nhưng mà cái màu đen ở đây của hiện tại thì nó rất là mỏng, có một gem thôi, mà để cho nó màu đen này mà nó dày đặc như nghiêng cái cục này luôn á, thì năm ra thì cục này nó rất là giá trị. Nhưng mà tại vì nó đen như thế này nhưng có được lớp rất là mỏng, gọi là lớp dầu đen nha cô chú anh chị nha. Rồi cô chú anh chị có nhu cầu về mặt hàng như yến thì cô chú anh chị cũng ủng hộ con luôn nha. Yến nè, yến hũ, yến tổ, tất cả những mặt hàng yến của anh Gia Cát Phong, cô chú anh chị mua thông qua con thì con nhận được chiết khấu của công ty anh Gia Cát Phong. Yến hũ á, thì á, một thùng là 60 hộp, con xin tặng cô chú anh chị. Con xin những cái phần quà của anh Phong có giới hạn thôi, là tặng 20 hũ trực tiếp nha cô chú anh chị. Một thùng đông trùng hạ thảo 60 hũ được tặng 20 hũ là thành 80 là 3,6 triệu. Còn một thùng hạt sen là 3 triệu, hoặc là một thùng trẻ em cũng là 3 triệu cũng được tặng 20 hũ luôn, tùy mình chọn vị nha. Có thể mua hạt sen và tặng đông trùng, có thể đông trùng mà tặng hạt sen, tùy mọi người. Còn nửa này nửa kia, nửa hạt sen nửa đông trùng là 3,3 triệu. Còn yến tổ tinh chế thì có hai loại, loại 3,3 triệu 550 là loại tốt, và loại cao cấp là 4,2 triệu là gọi là loại VIP á cô chú anh chị. Và nói chung tất cả những mặt hàng yến bên anh Gia Cát Phong, cô chú anh chị chốt thông qua con thì con có chiết khấu. Con xin cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều. Con xin tạm biệt cô chú anh chị, và cô chú anh chị nhớ bấm nút like, chia sẻ và đăng ký kênh, và nhớ mở chuông luôn. Con xin cảm ơn cô chú anh chị đã xem đến hết video.